Chào các bạn, tôi là bác sĩ Ninh. Và trong video này thì có một điều rất là đặc biệt tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nó liên quan đến một kỹ thuật mà rất là quan trọng trước khi mà các bạn muốn gửi cái bức ảnh đến cho những người bác sĩ mà bạn muốn tư vấn thăm khám về những vấn đề về da liễu thẩm mỹ như là mụn, như là sẹo, sẹo rỗ, sẹo lồi hay là nám chẳng hạn. Thế thì gần đây tôi nhận được rất nhiều những cái bức ảnh của các bạn gửi cho tôi qua Zalo, qua Facebook, qua Messenger để các bạn hỏi về vấn đề tư vấn điều trị các cái tình trạng sẹo rỗ, sẹo lõm hay là bị nám. Thế thì tôi nhận thấy một điều rằng là khi mà các bạn chụp ảnh thì các bạn không biết cách chụp để ghi lại những cái bức ảnh đấy nó rõ nhất, nó chân thực nhất và chính xác nhất. Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể chỉ dùng cái điện thoại nào cũng được, nhưng nếu có điện thoại iPhone thì nó sẽ tốt hơn. Và một điều rất quan trọng khi các bạn chụp ảnh ra là các bạn phải dùng chính cái camera gốc của cái máy, không được dùng cái camera của các cái app nhé. Thông thường thì các bạn hay chụp thế này, các bạn có thể dùng cái camera trước hoặc camera sau, và các bạn đứng ở trong một cái ánh sáng môi trường như này và các bạn chụp, có thể chụp selfie hoặc là nhờ một người nào đó chụp như thế này. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi sẽ chụp cho bạn Hùng một cái bức ảnh như thế này đó. Thì trong khi chúng ta chụp như vậy thì cái ánh sáng trong cái phòng này trong môi trường nó sẽ không thể nào làm nổi rõ cái sẹo lõm của chúng ta lên được, bởi vì là nếu chụp trực diện này thì bình thường nhìn như thế này chúng ta rất là khó để nhìn thấy cái sẹo lõm. Và cái cách mà chúng ta chụp ấy là trước khi chúng ta dùng một cái điện thoại iPhone chụp nhé, sau đó thì chúng ta dùng một cái, có thể dùng một cái đèn pin bình thường hoặc là một cái đèn flash của một cái điện thoại như thế này, các bạn soi từ trên trở xuống như thế này đó, soi từ trên trở xuống, và tay còn lại thì các bạn có thể là cầm điện thoại như thế này và các bạn chụp. Ví dụ thì khi mà chúng ta soi như thế này thì cái ánh sáng nó từ trên chiếu xuống dưới, nó sẽ tạo thành một cái hiệu ứng đổ bóng ở cái vết sẹo. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái vết sẹo ở trên gò má của bạn Hùng. Nếu mà ánh sáng bình thường như này thì chúng ta chụp chúng ta sẽ không thấy gì cả, nhưng nếu chúng ta soi dần cái nguồn sáng như thế này thì bắt đầu chúng ta nhìn thấy cái bóng, và khi này thì chúng ta mới dùng cái điện thoại iPhone chúng ta chụp một cái như thế này, thì như vậy nó mới rõ ràng nhất được cái sẹo. Mà sau đó các bạn gửi cái ảnh đó cho bác sĩ thì chắc chắn là bác sĩ sẽ nhìn thấy được rõ cái hình thái của cái sẹo. Ví dụ như là cái sẹo trên đầu lông mày của bạn đây, nó hơi bị lõm một chút, và nếu chúng ta chụp bình thường như thế này, nếu mà với ánh sáng thông thường như này chúng ta chụp như này thì chúng ta sẽ rất khó có thể đánh giá được cái mức độ lõm của cái sẹo ở đầu lông mày của bạn đấy. Nhưng mà nếu chúng ta có một nguồn sáng chiếu từ phía trên trở xuống đó như thế này, thì các bạn thấy là hiệu ứng cái đổ bóng của chúng ta, của cái ánh sáng của cái đáy sẹo chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Và khi này chúng ta chụp thay đổi các cái góc độ để chúng ta có thể nhìn thấy cái vị trí mà cái sẹo lõm sâu nhất. Đó, vừa rồi là cái cách thứ nhất mà tôi hướng dẫn các bạn nếu mà các bạn có một cái người để hỗ trợ bên cạnh để chụp. Còn nếu bây giờ mà chỉ có mỗi một mình các bạn thôi mà các bạn muốn chụp ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chụp ở trước gương. Đó, thì về nguyên lý ấy, để mà chụp rõ thì chúng ta cũng cần phải có một nguồn sáng, một cái đèn pin hoặc là một cái đèn flash như thế này. Sau đó bạn mở cái camera mà bạn muốn chụp lên và bạn sẽ nhìn vào trong gương như thế này. Bạn cầm cái nguồn sáng đặt lên phía trên đỉnh đầu. Đó, cầm lên phía trên đỉnh đầu như thế này nhé. Hãy chiếu cái camera sau vào cái phần da mà chúng ta muốn chụp, và chúng ta nhìn vào gương, chúng ta di chuyển cái nguồn sáng trên đỉnh đầu này, đèn pin hoặc đèn flash như thế này, và chúng ta mắt chúng ta vẫn liếc được, chúng ta đưa cái camera sau vào và chúng ta nhìn vào gương. Chúng ta nhìn vào gương thì chúng ta sẽ thấy được là cái sẹo nó rất là rõ. Và các bạn có thể dùng cái phím chụp bằng phím âm lượng cũng được. Đó như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nếu mà ánh sáng thông thường mà chúng ta chụp trực diện như thế này thì nó sẽ không rõ được. Đó. Nhưng mà chúng ta di chuyển cái nguồn sáng về phía sau như thế này. Về phía sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy được cái bóng của cái sẹo rất là rõ. Và chúng ta chụp với nhiều kiểu một chút đây các bạn. Đó. Wow, thấy dương của mình vẫn còn nhiều sẹo thế. Như vậy là rất là đơn giản thôi, các bạn có thể hoàn toàn dùng cái điện thoại của các bạn để chụp một cái bức ảnh sẹo rỗ, sẹo lõm trước khi mà các bạn gửi cái ảnh đó cho bác sĩ.
để bác sĩ có thể xem cũng như tư vấn cho các bạn. Hy vọng là sau video này thì các bạn có thể chụp được những bức ảnh mà rõ nhất, nét nhất để gửi cho bác sĩ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chị đi ra đây, chị không đi ra phía sau em này để quay cả cái điện thoại. Thấy không?